Okay, cô chú ơi, chay đang giả vờ để chăm sóc cho em bé nè. Bây giờ chay nè, giờ nó con mạch xa cho em đi. Mạch xa. Hồi bữa mẹ mạch xa cho con sao giờ con mạch xa cho em y chang vậy nghe chưa? Ngọc là chút nữa mẹ mạch xa cho con nha. Ngọc là lâu cái Ngọc hay mạch xa nguyên cái body cho chay luôn á cô. Má trời đất ơi. Audrey, JD misses you, Audrey. Go. Audrey, you want to come in here? Do you want to go in there with Dave? Oh, you see the cat. Trời ơi, Audrey nó không có cái mà ngó ngàng gì tới chay hết. JD, no, you have it, JD, you have it. Audrey, you want to come in here? Mommy, I don't have the slips. I will buy it for you. Come here. Hi Audrey. Trời ơi, Audrey này ngắm ba nữa. Come here. No, JD, that's Audrey. Baba. It's not your baba. Okay. Hi Audrey, you want to play with all the toy? I want to. You like this toy? Audrey nó không có một chút mà thương nhớ gì chay hết. Chay cái gặp Audrey nhảy tưng 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 vậy đó. Trời, làm gì vậy? Ui trời ơi. Ái Audrey. Đó, trời ơi, con nó gặp Audrey nó vui nó mừng kìa. Hả? Yeah, she's jumping because she's happy to see you. Yeah. Trời. Trời ơi. Nó nói hả, cởi áo khoác ra đi. Take clothes off. Trời ơi, lấy cho bạn đó. Đúng rồi, rồi gì nữa, lấy nón ra nữa. Lo cho bạn cái gì không, chăm sóc bạn cho nó vậy, đừng nó ngồi xuống nó ôm xuống nó cởi giày ra luôn chứ không phải đơn giản nữa đâu. Yeah, take your shoes off Audrey, cởi giày ra, cởi đồ hết ra. Audrey, you miss JD không? Nói JD, you miss Audrey. Yeah, Audrey không nhớ nhau giống như vậy. Trời ơi, đang quay vô dây mà Audrey nó xuất hiện luôn đó cô chú. Má thấy Audrey nó mừng dữ vậy đó, cậu nó không? Trọng nghiệp chứ. À, mà xa. Con nói đi, con chỉ Audrey đi. Show Audrey how to massage the baby. Đó, massage. Let massage the baby. Gì vậy, con làm gì vậy? Take your jacket. Nó kêu cởi áo khoác ra đi. À. Nó cởi giày ra đi. Vô nhà của người Việt Nam là phải cởi giày ra biết chưa. Đúng chay. Chay vô nhà của người Việt Nam là phải cởi giày đúng không chay? Gì Audrey? Rồi bỏ đôi giày ra ngoài kia. Put the shoes out there. No, over there. Right the doors. Where the doors. Right on the carpet. Bỏ giày đằng kia kìa con. Bỏ giày kia kìa. Chay đi con, lấy giày của Audrey con bỏ lại đằng kia cho mẹ. À, đúng rồi. Trời con tôi. Hả? Chỗ đó là giày của mình. Để thôi để đó cũng được. Kệ con muốn để đâu con để. Rồi Audrey chơi đi rồi. Cởi áo khoác ra cho bạn luôn đi. Lại giúp bạn cởi áo khoác ra luôn đi. Bạn tội nghiệp đâu muốn biết cởi áo khoác. Con biết cởi mình giúp bạn đi. Rồi được rồi đó. Cởi ra. Trời ơi thương không giúp bạn nữa. Thôi để quay đi. Để cô chú chờ nha. Chờ. Quay hai đứa này. Lâu quá cô chú không có được coi hai đứa này rồi. Đó mà xa. Đó mà xa em bé đó. Miraculous. Con chơi mà mặc áo YouTuber đó cô chú nha. Audrey. Kêu nó nha. Audrey. Nó không trả lời luôn. Audrey, were you in Texas? Yeah. Yeah, I saw you were in Texas. Did you have fun? I saw you went on a bike ride. Yeah. Audrey là hồi bữa là new gì đó Christmas là nó đi Texas, nó thăm cậu nó. Ngọc có Facebook của mẹ Audrey nên là hả thấy nó đăng hình á.
thấy đăng hình đi chơi, đi chơi tắc tịch. Chay là nãy giờ nó cứ nói Ngọc hoài, nó nói mẹ cũng muốn đi A Trì. Còn Ngọc nói A Trì chưa có đi học về con. Rồi sao con gỡ ra làm gì vậy? A Trì, you know PJ Mask? Yeah. Yeah. JD, can you sing the PJ Mask song for Jay, for A Trì? Con hát bài PJ Mask cho A Trì nghe đi con. PJ Mask. PJ Mask. PJ Mask. Đúng không? That's right. Audrey, you see the snowman out there? JD and Daddy make it. The snowman. A snowman? Yeah, a snowman. Mama. I make a baby snowman. When? Baby. Oh. Baby snowman. Oh, Audrey, nó làm baby snowman, nó làm cái người tuyết baby em bé. Hay ta, good job. Rồi. How many more? More gì? More books reading store. Thôi, có đọc có biết chữ không mà đòi đọc nhiều sách. Có biết chữ biết nghĩa gì không? No. Cái gì? Con muốn 200 hả? Hey, nè, hi Audrey, this is the Barbie. Look. Ờ, bèo, đúng rồi, cái đó là bèo. Ủa sao con, trời ơi, con búp bê này tự nhiên nó đi cởi đồ con người ta ra, vô lý, dễ sợ thiệt đó. Nhưng mà con phải share đồ chơi với A Trì nghe không? Ờ, không phải là A Trì buồn, A Trì đi về là con ráng chịu đâu, con buồn á, con là tình bơ vơ đó. A Trì mới đi học về đó, về là 5 giờ rưỡi chiều đó. Muốn nào? Cái nón mày đeo vô coi. Đội nón mày vô coi. Ờ, hát đi. Audrey nó nằm nó tụt quần luôn, chạy kéo cái quần lên mà chạy đi. Audrey got something for you for Christmas. Let me see. That's đó, không có được nói cái câu đó. Khi mà con happy thì con phải làm sao? Yeah, đúng rồi. No, nè. This is the gift from us. Wow. Hi. It's good. Oh, nice. Hay quá. Chơi đi, hai đứa chơi đi. Hai đứa chơi đi. Chơi chút nữa là mẹ đi coi nhà tiếp với ngay chơi nha. Con chút nữa coi ở nhà nha. Nhà với bà Út nha. A Trì ngồi kéo quần lên chút. A Trì kéo quần lên chút chưa. A Trì mà tôi cũng tội nghiệp lắm. Yeah. Qua đây mà nó coi nó y như là con ngập đó. Nó à, A Trì bữa nay ở. Ủa A Trì sao bữa nay còn mặc tả ta? Ở nhà ở chưa, bữa giờ mẹ tập mấy tháng rồi cũng chưa được luôn, cũng còn mặc tả luôn à? Hả? Cha chị nè, say xin chào cô chú cô chú có say đi có khỏe không đúng rồi. Good job bà Trí, good job. Ok, 1 2 3, good job. Trời ơi, cái bằng tay nè, bằng tay thương không? Tay nu u nặng à. Gotta cut your nails.
Thôi xe. Đấy, con mà lên chiếc xe đó sợ té đó. You wanna get in? Hả, muốn ngồi không? Muốn ngồi lên cái này lên té không ta? Không nè, không té đâu. Rồi lên đi. Wow. Nice. Không kể cho A Trì chơi với con. Ồ, oh, vậy là cái xe này A Trì với chơi ngồi được luôn nè. Mà hai cái đầu gối đụng không biết đứa nào lái thôi. A Trì ngồi, A Trì lái ngồi tướng hùng vĩ vậy sao? Bụng chỉ cấn, chỉ bụng chỉ cấn. Thương ghê. Ôi, coi cái bàn tay nè. Tay nè. Tay ú nu ú nằn nè. Ôi trời trời, biết đề máy luôn. Wow. Jay sit next to you. Oh, Jay, A Trì kêu con lên ngồi kế A Trì, con ngồi không? Wait. Kêu chờ đã. Trì chơi hai máy này dữ dội chứ, hai máy này không thấy mắt đâu. Rồi, thấy rồi. A Trì là chơi hai máy lả lơi. Chơi hai máy lả lơi. Hai máy lả lơi hả con? Đèn nè, yes, the light. Ôi, còn con gái vàng ngọc của tôi. Con gái vàng ngọc làm gì, con gái ngọc tràng. À, con biết không? Đây. Mẹ chỉ cho chơi cái này nè. Cái này nè, con phải bỏ vô đây. Đó, bỏ vô, cứ gắn vô hết cho mẹ đi con gái vàng ngọc. Con gái vàng ngọc ăn ở nhà không mặc đồ, thấy tội nghiệp không? Còn con người ta ăn, người ta đi học không, người ta mặc đồ đẹp dễ sợ không? Con tôi ăn ở nhà không? Tóc thì từ sáng giờ chưa chảy nè, đảm bảo. Phải không? Tóc sao tóc sáng giờ là gội đầu xong sáng giờ chảy đầu chưa? Phải không? Rồi, hôm nay mày dịnh xe cho. Ok. Leo lên. Rồi, leo lên. Ok. Rồi. Em tập lái ô tô. Rồi. Đấy. Trời ơi, chơi mở nhạc lên rồi lắc rồi bây giờ. Trời ơi, có hai đứa nó kìa. Lắc kiểu đó rồi nó copyright tôi thì sao? Rồi rồi. Hả? À? Trời ơi, giữ chưa. hai đứa bay nhảy họ tao cho lật cái xe đi á. No driving. You guys gonna fall because you gonna fall down here and break the car and hurt yourself. So just sit in it, not driving in it. Yeah, when the weather is getting better, we're gonna go outside and we're gonna drive outside, okay? Okay. Giỏi. Mom, can I show outside, Mom? Cái gì con? Can I show outside? Nói tiếng Việt coi. Mẹ muốn show outside. Muốn show outside là sao? À, con muốn rung rung rồi, con muốn lái xe ở ngoài đường á hả? Ngoài đường lạnh quá chưa lái được, chừng nào mà đợi mà mùa hè ấm ấm mày cho đi lấy cái xe ra cho hai đứa con lái nha. Nhưng mà bây giờ hai đứa con biết làm gì không? A Trì nè, giảm cân chút. Giảm cân chút để cho mùa hè hai đứa ngồi, chứ bây giờ mà càng ngày càng bự lên là mùa hè hai đứa ngồi xe nó không có đủ, hiểu không? Trời ơi trời, thôi được không? Trời ơi trời. Quá dữ luôn. It's hot. Yeah. Nhảy chơi. Dance, let's dance.
Cái này đó lắc đít nữa. Kỳ ghê, con này kỳ. Trời ơi con này. Đứng lắc đít được cô chú nè. Quá dữ, hay quá. Hay lắm bồ ơi. Rồi nhảy tiếp đi. Rồi bây giờ mày hát ra, hát bài này nhạc giật cho hai đứa nhảy nha chưa. Nghe chưa, bây giờ mày hát bài này nhạc giật lắm nè, mày chuẩn bị nhảy nha. Cho nghe nè. Nghe chuẩn bị nhảy nè. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau một cuộc tình đã lỡ. Trời ơi, có ba đi. Chỉ là cơn mưa mãi gì đó. Trời ơi, có đầu tóc nè, có đầu tóc nè. Thường quá thì thôi, vàng cục ngọc quá cô Vũ ơi. Gì vậy? Hai đứa bay làm gì? Hai đứa bay làm gì vậy? Hai đứa này nó mô mốt mà lớn lớn là cỡ hả 17 18 tuổi ha. À cái gì đó? Cái bài hát gì đó quên rồi. Cool for the summer ha. Hai đứa nó mặc bộ đồ ha, nhảy lên ngồi xe ha. Đứa lì lụ ha, nhảy ha. Ghê mà hai đứa nó lắm à. Ê, no. Không được chạy. Vô. Đó, trời ơi, con kêu mẹ nằm xuống đất hả? À, con muốn you wanna drive on the dock hả? Nó muốn lái xe ở dưới đất mà nó nói là I wanna drive on the dock. Ủa, có vụ vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt này nữa hả? Hả, có vụ mà vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt I wanna drive on the dock hả?